Thưa quý vị và các bạn, cách đây khoảng nửa tháng, một vụ cháy tại một kho thiết bị điện xảy ra ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã được dập tắt kịp thời. Điều đáng nói là nhà kho này nằm sâu trong khu dân cư. Tuy nhiên, công tác chữa cháy đã được thực hiện kịp thời, không để xảy ra cháy lan. Thực tế thì từ lâu nay, việc người dân sử dụng các nhà kho, các kho hàng nằm trong khu dân cư còn rất lơ là trong việc phòng cháy chữa cháy. Chính điều này đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Hình ảnh này chúng tôi ghi lại được tại vụ cháy nhà kho thiết bị cơ giới miền Nam. Bên trong kho chứa rất nhiều quạt hơi nước và các thiết bị cơ giới khác, nên khi có cháy xảy ra, đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho chứa hàng. Tất cả các kho này là làm mang tính chất tạm bợ, tình thứ là không có công tác đầu tư cho cái nguồn nước chữa cháy cũng như cái phương tiện trong công tác chữa cháy là cũng còn hạn chế. Trước đó năm 2019, xưởng gỗ số 273 đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, nằm trong khu dân cư cũng đã xảy ra vụ cháy. Xưởng gỗ này lại nằm sát một kho chứa ga lớn. Rất may lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan và huy động lực lượng di chuyển ga ra khỏi khu dân cư. Nếu không, thiệt hại sẽ rất nặng nề. Việc mà nhà xưởng nằm trong khu dân cư thì khi xảy ra cháy thì khả năng cháy lan là rất là cao và ảnh hưởng đến trực tiếp ngôi nhà bên cạnh. Đơn vị cho thuê kho phải đặc biệt phải chú ý làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là những cái đơn vị mà sử dụng kho thuê kho là phải thực hiện tốt cái công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là sử dụng các nguồn lửa ổn định và ý thức của những người công nhân làm tại trong xưởng. Thành phố và các cơ quan chức năng cần có quy định cụ thể nhằm di rời các kho xưởng ra khỏi khu dân cư, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, xử lý nghiêm đối với các chủ doanh nghiệp xem nhẹ công tác phòng chống cháy nổ, đừng để mất bò mới lo làm chuồng.